Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 8 Thiên Truy Bách Luyện Xuất Thâm Sơn, hồi 1. Tống Thông Minh, cuồng phong gào thét, xốc đến trần xe vỡ vụn thành từng mảnh, bông tuyết không ngừng bay vào trong xe, Trúc Khang trèo lên ghế trước, chống chọi với cơn gió mạnh chửi ầm lên, vội vàng đi đầu thai a. Đêm khuya có bão tuyết, đường xá hiểm trở, xe ngựa sóc này, mặt đất sớm đã kết băng, tống thông minh ngồi ở trước tọa giá xe, nhắm mắt làm ngơ trước thời tiết ác liệt, như thể còn đang trong trận chiến, Trúc Khang tức muốn hộp máu, lại nghe quái vật này cười ha, thật sự như điên khùng. Trúc Khang khuyên bảo vô dụng, quay đầu tìm phó nguyên ảnh, lại thấy trong xe bùng lên ánh lửa, nhìn phì cân quái dùng kiếm tước củi, bàn tính quái sắp xếp chậu than, trong xe lửa lớn hừng ngực nổi lên, có thể đốt xe thành cho bất cứ lúc nào. Trúc Khang cả giận nói, không được đùa với lửa, bản tính quái hì hì cười, nói, tháo bùn heo giường đất nại nại long thế thông, cây rắm bùn. Trúc Khang cả giận nói, nói tiếng phổ thông, tiếng phổ thông tức là ngôn ngữ chính thức, là ngôn ngữ nói nhiều nhất của bá tánh thiên hạ. Bản tính quái nói giọng địa phương, nói chuyện như cổ nhân tiền triều không biết là địa phương nào, cười nói, bùn năm bất quá tử thi, trước mặt năm khoảnh, hung gì. Khi nói chuyện xe lảo đảo, ánh đỏ trong chậu than hồng bay ra, tùy thời có thể nổi lửa, Trúc Khang lớn tiếng kêu khổ, hoảng nói, phó sư phạm, ta muốn ngồi một chiếc xe khác, ta không muốn đi cùng bọn họ. Tống thông minh tức giận nói, đồ khốn kiếp, lại muốn đi với cô nương đúng không? Lão tử giết ngươi, khi nói chuyện dương dây cương, xe ngựa bắt đầu chạy điên cuồng khiến mọi người bắn lên phó nguyên ảnh cười khổ lắc đầu đêm đó tô dĩnh siêu phát động nhân kiếm không thành rốt cuộc hộp máu ngã xuống đất lại bức quỳnh phương ra ngoài để gỡ bỏ gánh nặng trong lòng tình lang liền nhất quyết đi tìm ninh bất phàm khó khăn biết được hành tung liền mời Quyên nhi cùng đi quý châu quỳnh gia biết vị cô gia này quan trọng tự cũng không dám ngăn trở chỉ cử tùy tùng tam côn kiệt cùng nam hà ba người này chính là sư đệ của trưởng môn không động hình huyền bảo niên thiếu đã đi theo quỳnh gia làm việc luôn luôn gọn gàng có bọn họ tới hộ vệ các chủ tự có thể an tâm rất nhiều có quỳnh phương dẫn đầu mọi việc tự nhiên sẽ dễ dàng hơn phó nguyên ảnh ngoại trừ tìm tới xong quái viện thủ còn thỉnh Trung lão thần vân từ hiên ra mặt mời mạc bắc đệ nhất cao thủ chết nhĩ đan đồng hành vị cứng tay này bị hắc y nhân đánh đến xuất kỳ bất ý, vừa nghe Quỳnh Phương muốn đối phó người này, lập tức xúc động nhận lời. Lúc sau tin tức truyền ra, Trúc Khang nghe Quyên Nhi muốn đi Quý Châu, liền cũng sung phong nhận việc mà đến, Tống Thông Minh rất sợ tình địch nhanh chân đến trước, cũng vung tay đánh nhau với phụ thân, một đường sông tới. Cũng là cao thủ tụ tập, trong xe mãn tụ oan gia, lúc này mới chọc đến khắc khẩu liên tục xuất kỳ bất ý chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu mây đen nhìn nhịt che phủ trên đường bông tuyết bay loạn đường đi tối tăm tống thông minh đánh xe lúc nhanh lúc chậm tả sung hữu đột khách trong xe đều kêu khổ thấu trời cách 10 trượng chỉ có chiếc xe còn lại là vững vàng an bình êm ái yên bình hành khách đều ngủ ngon lành phó nguyệt ảnh sốp màn xe lên nhìn người đánh xe hai mắt sáng ngời như hai ngọn đèn sáng trong trận bão tuyết chính là chiếc nhĩ đan nếu không phải hắn tự mình đánh xe, cỗ xe đó đã không vững vàng như vậy. Phó Nguyên Ảnh mỉm cười vẫy tay chào hắn, chết nhĩ đan khẽ gật đầu, dường như đã hiểu. Chuyến này Nam Hạ tổng cộng có 12 người, võ công mạnh nhất chính là chết nhĩ đan, kinh nghiệm dày dặn nhất là Phó Nguyên Ảnh. Hai người mỗi người dẫn một xe, thầy trò chết nhĩ đan, Quỳnh Phương, Quyên Nhi, Tam Côn Kiệt ngồi chung một xe. Phó Nguyên Ảnh, Song Quái, Trúc Khang, Tống thông minh và người dẫn đường địa phương ngồi một xe. Mọi người cùng hướng về phía nam, bắt đầu dọc theo con kênh, đi qua các châu quận thông, thương, lâm thanh, tế ninh, sau đó chuyển sang sông Trường Giang. Mau thuyền khoái mã, đi không ngừng nghỉ, đi vào Quý Dương, đã là khuya ngày 21, dự là sáng sớm ngày mai có thể đến đại thác nước Bạch Thủy. Mọi người đều là võ lâm hào thủ, tự cũng chịu được vất vả, chỉ là không dự đoán được phương Nam có tuyết rơi dày đặc, thời tiết dị thường, giống như ông trời không muốn bọn họ tìm được ninh bất phàm về, lúc này mới cố tình làm khó dễ. Phó Nguyên Ảnh nhìn bầu trời lạnh lẽo, thầm nghĩ mấy năm nay hiện tượng thiên văn quỷ dị, lịch đều không chuẩn. Này đông đại tuyết băng hàn, xuân tới nước mưa càng ít, ta nghĩ sẽ có một đợt hạn hán nữa. Gọi người dẫn đường tới, lấy ra bản đồ nhìn, tranh thủ thời gian sáng sớm ngày mai trước tiên dọc theo thác nước chính của sông bạch thủy tìm kiếm theo ghi chú để lại của ninh bất phàm thác nước lớn của sông bạch thủy chắc chắn có liên quan thượng du không có liền tra hạ du tả ngạn không thấy liền xem hữu ngạn nếu còn không thấy người ngày thứ hai ngày thứ ba tắc phân công nhau hành sự đi đến đầu pha đường loa ti than tích thủy đàm thác điếu thủy thác tinh hiệp cho dù không thể thấy Ninh bất phàm, cũng phải tìm ra nơi ông từng đặt chân, ngày sau cũng dễ truy tìm tung tích. Lại quá một canh giờ, gió tuyết đã ngừng, đến phiên phó nguyên ảnh đánh xe. Trong bóng đêm tựa hồ không thấy nhà ở, hiệu buôn tiệm rượu càng không có, cảnh tượng có chút hoang vắng. Những người còn lại mệt mỏi cả đêm bắt đầu ngủ thiếp đi. Nhìn Trúc Hanh và Tống Thông Minh gác chân lên nhau, trong mộng thỉnh thoảng đá đá chắc là trong lòng có hận. Người dẫn đường bị mắc kẹt giữa sông quái bẩn thỉu hôi hám của hoa sơn, hãy còn ngủ say xưa, như đi vào đống bảo ngư đã lâu không ngửi được mùi hôi thối này. Phó Nguyên Ảnh không chỉ võ công tinh vi, làm việc cũng cực gọn gàng, trên đường tất cả công việc lớn nhỏ đều là hắn ra mặt xử lý. Trước khi đi lấy danh nghĩa quốc trượng viết cho văn võ quan viên các nơi, trên đường mọi việc đều thuận lợi, chính là trọng thần mà Quỳnh Phương có thể tin cậy nhất hắn mỉm cười nhìn mọi người nghĩ lại nhớ tới tô dĩnh siêu nhịn không được thở dài chết nhĩ đan bại tống thông minh bại xích xuyên từ bại những người này hoặc bị gãy cổ tay hoặc bị bầm tím vết thương của họ nghiêm trọng hơn nhiều so với tô dĩnh siêu nhưng hiện giờ những người này sớm đã quay lại sinh long hoạt hổ dường như không có chuyện gì chỉ có hoa sơn thiếu trưởng môn chỉ có hắn suy sụp cho đến ngày nay vẫn chưa thể khôi phục sinh khí nếu không phải chính mình vạch trần, có lẽ Quỳnh Phương cả đời đều sẽ không biết được. Tình Lang tự tin tràn đầy, mọi việc đều không để bụng của nàng, kỳ thật nội tâm u uất như thế. uy danh thiên hạ đệ nhất, truyền thuyết tam đạt kiếm, lại dựa vào hắn bảo hộ. giờ đây với trận chiến ở Thái Y Viện, gánh nặng ngàn cân trên vai cuối cùng cũng sụp đổ, ép tới hắn binh bại như núi đổ, rốt cuộc bỏ không đứng dậy nổi. phó người ảnh yên lặng cầu khẩn, Ninh sư huynh. Trở về đi. Đây chính là đồ đệ của ngươi. Khi ánh mặt trời lên cao, đã nghe được tiếng thác nước đinh tai nhức óc, Phó Nguyên Ảnh đánh thức người dẫn đường, người nọ ngáp dài, đấm lưng xoa eo, nghĩ đến ngủ mỏi cả gân cốt. Phó Nguyên Ảnh hỏi, "Chúng ta gần đến rồi sao?" Người nọ xem kỹ địa hình, nói, "Chúng ta đang đi ngược dòng sông Bạch Thủy, lát nữa sẽ đến đỉnh thác." Phó Nguyên Ảnh hỏi, "Gần đây có chợ nào không?" Người dẫn đường gật đầu nói, "Có một trấn nhỏ ở Hạ Du Tê Giác, ta nghĩ sẽ có tiệm rượu của ngư dân." Phó Nguy ảnh trong lòng vui vẻ, liền biết Ninh bất phàm hơn phân nửa là ở trên trấn, bất giác tăng tốc độ xe ngựa, hy vọng sớm đuổi kịp được. Khi hai người đang nói chuyện, Trúc Khang đã tỉnh dậy, khi nhìn thấy đôi chân hôi hám của Tống Thông Minh gác trên người mình, lập tức hét lên. "Tống Thông Minh hơi nheo mắt, hét lên, ông già thỏ chưa từng người thấy mùi hôi chân bao giờ sao? hai người xô đầy cướp đoạt chân lại bắt đầu cãi nhau. phó nguyên ảnh khẽ cười khổ, thầm nghĩ hai kẻ giờ hơi này cũng đi theo. ninh sư huynh nếu gặp hai người bọn họ không biết trong lòng cảm thấy thế nào. lại đi nửa dặm đường núi trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn. tuyết rơi trên mặt đất bắt đầu tan chảy, đường đi trơn trượt. phó nguyên ảnh dừng xe lại yêu cầu mọi người đi bộ qua. Hai chiếc xe lớn dừng ở sườn núi, Trúc Khang vốn ưa sạch sẽ nên vừa xuống xe đã lấy nước suối rửa mặt xúc miệng. Tống thông minh là một người thô lỗ, tùy tiện đến trước cây đa cởi quần bón phân, sau đó lại thấy hoa sơn xong quái miệng oai mắt lé, nghĩ đến 89 phần 10 là ngủ trẹo cổ. Quỳnh Phương và Quyên Nhi, hai cô nương thiên sinh lệ chất, tuy rằng một đêm không được ngủ ngon, dùng nhan vẫn thập phần diễm lệ, phó nguyên ảnh nhìn thấy hai nàng nắm tay nhau bước xuống xe tiến lên mỉm cười hỏi sớm, ngủ ngon không? Hắn hỏi hai lần, đột nhiên nhìn thấy Quyên Nhi vẻ mặt buồn bã, gỡ khăn lụa ra khỏi tay, chỉ về phía đồ đệ của chết nhĩ đan. Phó Nguyệt Ảnh cười lớn, chết nhĩ đan chuyến này hành trang đơn giản, chỉ dẫn theo đồ đệ đi theo thông dịch, không nghĩ người này hán ngữ có thể nói, cũng có thể đánh, chỉ là không biết trong mơ nói ngôn ngữ nào. Sơn Tuyền dốc rách, Quyên Nhi tay cầm tay cầm khăn lụa, cùng quỳnh phương sóng vai rửa mặt trải đầu quỳnh phương tạt nước lạnh lên mặt cảm thấy sảng khoái nàng trông về dãy núi phía xa chỉ thấy mọi nơi ngọn núi thẳng tắp lên trời bị mây mù bao phủ cực thấy cảm giác cao ngạo gật đầu liền nói không tới quý châu thật sự không biết những điều kỳ lạ trong thiên hạ thật mở rộng tầm mắt ba người bản tính quái phì cân quái tống thông minh lần lượt đi tiểu bón phân lần lượt quay lại với bàn tay ướt đẫm vì cân quái ngáp dài vì cân quái tiểu sư điệt của chúng ta là cổ quái nhất chỗ nào không đi lại đi tới nơi thâm sơn cùng cốc làm hại mấy lão chúng ta lặn lội đường xa thật sự không thể hiểu được bản tính quái cũng không lau tay dùng tay ướt đẫm cầm màn thầu gặm hắn nghe tiếng nước như sấm mờ mịt liền nói gió bão a à, tiếng nước chảy ảo ảo, đây là thác nước lớn bạch thủy sao Phó Nguy Ảnh cũng là lần đầu tiên đến đây, làm sao có thể trả lời. Người dẫn đường khụ một tiếng, giải thích nói, Bạch Thủy Hà địa hình rất dốc, do dung nham nóng chảy hình thành. Thổ dân gọi là, vô sơn không động, vô động không kỳ, có thủy toàn thành thác nước, hoặc hiểm diệu như loa ti than, hoặc to rộng như đầu pha đường, hoặc chảy xiết như thác nước tinh hiệp. Các kỳ danh đã nghe từ lâu. Mọi người ủy oải ỉu xìu, đều chỉ kêu rên vài tiếng, thuận miệng có lệ nói như sấm bên tai tiếng nước quả nhiên vang thật sự sau so khi mọi người nói chuyện phím rửa mặt chải đầu xong tiến về phía thác nước chính đi không được vài dặm gió lớn bên cạnh thác nước mạnh bầu trời xuất hiện vô số bọt nước người dẫn đường sớm đã chuẩn bị lấy ra áo tơi đưa cho mỗi người một chiếc tuy nói có đồ che mưa nhưng càng đi về phía trước hạt mưa càng lớn sau đó mây đen đầy trời Mưa đá lạnh thực sự rơi xuống. Vì cân quái mắng, hôm qua tuyết rơi, hôm nay mưa rơi, ngày mai có phải hạn hán nghiêm trọng phải không? Lão tử thao tổ tông ngươi, mọi người có nội lực hộ thân, cũng không coi chuyện mưa gió này là gì lại đi không đến nửa canh giờ. Tiếng nước vang lớn đã đi tới bên bờ sông Bạch Thủy. Thác được chia thành hai phần đỉnh đế, khi ở buổi sáng, ánh mặt trời sáng ngời, mọi người đứng lặng đỉnh tảng ngạn thác nước nhìn từ dưới vực sâu thấy dòng sông Bạch Hà chảy liên tục, nước chảy xiết vô cùng, khi dòng chảy đến cuối vách đá, lập tức đổ xuống vực sâu không đáy, như thể ông trời miệng nuốt chừng dòng nước vô tận vào địa ngục. Dòng nước chảy xiết, hùng vĩ và cao lớn, tuyệt ở một chữ hiểm, diệu ở một chữ khó, đôi chân quên nhi có chút nhũn ra, vội hỏi nói, sông nước này đáng sợ quá, vào đông có kết băng không? Tuy là khách quý hỏi chuyện, người dẫn đường vẫn không khỏi nhoẻn miệng cười nói suy nghĩ của cô nương thật kỳ lạ tây nam thường không có tuyết nếu muốn thác nước kết băng chỉ sợ khó càng thêm khó quỳnh phương mang theo ống nhòm tây dương nhìn về phía mặt nước sương mù tràn ngập trên sông sóng giữ mãnh liệt thứ nhất không thấy người đi thuyền đánh cá thứ hai không thấy du khách hay nhà cửa nàng nhìn lại một lúc đưa ố ống nhòm cho phó nguyên ảnh lắc đầu nói không có gì ngoài dòng nước xối xả. Phó Nguyên Ảnh duỗi tay tiếp nhận, giờ ống nhìn về nơi xa, trước mắt cuồn cuộn sóng dữ, khó có thể thả câu bắt cá, tất sẽ không có bá tánh cư trú, đập vào mắt tất cả đều là một mảnh hoang vắng. Vì cân quái đột phát dị tưởng, nhặt hòn đá lớn dùng hết sức ném xuống thác nước, bùm một tiếng vang lớn, hòn đá bị thác gành khuấy động, lập tức lăn xuống thác nước, biến mất không một dấu vết. Bản tính quái nhìn đập vào mắt, trong lòng ca ngợi, cười nói, diêu. Tay này của sư huynh cũng thật xoái, để ta tới thử một lần. Người dẫn đường vội vàng ngăn cản, khuyên ca nói, lão trưởng, việc này trăm triệu không thể. Bản tính quái oanh một tiếng ném hòn đá xuống, suýt chút nữa đập vào mưa u bàn chân của người dẫn đường, nghe hắn ngượng ngùng nói, hắn có thể, ta liền không thể. Người bắt nạt ta gầy sao? Nhìn ta mặt dài sao? lập tức lấy tảng đá lớn đập mạnh xuống, quả nhiên thanh thế kinh người, nhị quái già mà không đứng đắn, thay phiên nhau nâng đá ném, bỗng nghe sau lưng một người nói, lớn mật. Thánh địa ở phía trước, mau mau dừng tay cho ta. Đừng ném nữa, mọi người nghe tiếng nói non nớt, ngữ khí lại cực nghiêm khắc, khi quay lại chỉ thấy một hài tử hình thể gầy yếu, tay phải cầm quải trưởng, tay trái đặt lên vai một nhi đồng, từng bước tiến về phía trước ước chừng khoảng 14, 15 tuổi, hai mắt ảm đạm không ánh sáng, lại là người mù nhỏ. Bản tính quái cười nói, thánh địa nào? Mắt mù nói dối, tiểu hài tử học không tốt. Hắn miệng toàn là lời bậy bạ, thiếu niên kia lại không để ý tới hắn, vài hài đồng từ giỏ tre lấy ra gà vịt thịt cá, lại lấy ra hương dây tiền giấy, kính tự quỷ dạp xuống đất, lại thác nước lớn. Bản tính quái lòng tràn đầy kinh ngạc, không khỏi cười nói, ngươi đang làm gì vậy? Bái con mẹ ngươi tổ tông sao? Một bên hài đồng cả giận nói, lão nhân chết tiệt. Giữ miệng sạch sẽ đi. Chúng ta bái thủy thần sư phụ, mọi người chăm miệng một lời, ngạc nhiên nói, thủy thần. Thiếu niên mắt mù thở dài một tiếng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Những đứa trẻ khác hướng mặt phía nước, đồng thanh hát lên. Bái thủy thần, cầu ân đức, thủy thần tức giận thiên đại hán. Nhà nào cũng ăn ngũ cốc Tế thủy thần, chuộc tội nhiệt Thủy thần rơi lệ thiên đại vũ Làm ngập nhà bá tánh thiếu đạo đức Mọi người nghe đồng ca hồn nhiên Từ nghĩ lại cực kỳ quái đản mê tín nhịn không được đều nhíu mày Thời tiết mấy năm gần đây lạnh giá Ngày mùa hè khô giáo Đông cực lạnh mỗi khi cả nước có tuyết rơi Vùng nam địa cũng như vậy Bốn mùa mất cân bằng mùa màng thất bát nên có không ít bá tánh dựng miếu Long Vương, tế bái thủy thần, ca dao như vậy cũng từng truyền lưu ở kinh thành, cấm không cấm được, người trong triều đình đều từng nghe thấy. Người dẫn đường thấy mọi người mặt lộ vẻ khó hiểu, liền giải thích nói, chư vị có điều không biết, quý châu chúng ta từ trước đến nay tế bái Long Vương. Tương truyền Long Vương là thủy thần ngồi chấn trong thác nước, ngàn vạn không thể xúc phạm. Vì vậy khi đến bờ sông, chớ nên làm trò khinh nhiệt. Bản tính quái ha hà cười to, nói: dù mẹ đầu to nhà ngươi, lão tử không ném đá, đi tiểu tổng có thể đi. Đồ khốn nạn, cũng là người này trời sinh bất hảo. Bọn trẻ càng nói, hắn càng phát huy, cười thắt lưng đi tiểu ở cạnh bờ sông. Mọi người thấy hắn thô tục như thế đều lắc đầu. Quỳnh Phương và Quyên Nhi mặt đỏ tay hồng, tự rời đi ngắm cảnh phong cảnh. Bản tính quái khi mới xuống xe đã đi tiểu giờ phút này tất nhiên là cố ý chọc tức nghe hắn cười ha ha hô long vương ra ở đâu mau xuất hiện để lão tử nhìn ra đưa nước trà cho ngươi đang sảng khoái thông suốt bỗng nhiên một bóng đen lao về phía trước phanh một tiếng bản tính quái cảm đau nhức thân thể lăn về phía sau không kịp phòng bị bị đánh trúng một quyền mọi người vội vàng quay đầu lại nhìn chính là cậu bé mổ xuống tay đánh người Cậu bé mù có thể xác định được vị trí bằng cách lắng nghe tiếng gió và nhận ra âm thanh của một cú đấm sao. Mọi người vô cùng kinh ngạc, trong lòng đều cảm thấy dùng mình, đứa nhỏ này có công phu. Nhìn kỹ bộ dáng của thiếu niên, chỉ thấy hắn một đôi mắt ảm đạm không ánh sáng. Nhưng khi động thủ mi mắt lại nheo chặt, nghĩ tới có thể không mù hoàn toàn, còn có thể miễn cưỡng phân biệt chốt cảnh vật mơ hồ. 6. Chương 8 Thiên Truy Bách Luyện Xuất Thâm Sơn hồi hai tiểu người mù đánh lén đắc thủ bản tính quái thân là lão nhân hoa sơn tất nhiên là kinh giận hắn la to đưa tay bắt lấy người mù nhỏ mọi người sợ hắn đánh chết người cuống quýt khuyên nhủ nhẹ tay chút bản tính quái mắng lão tử phải đòi nợ nó đánh ta một quyền ta chặt gãy một cánh tay của nó để nó học biết cách chữ ngoan ngoãn chưa nói ra tiểu người mù thuận thế ngã vào trong lòng ngực bản tính quái chỉ thấy thân hình hắn xoay tròn, eo lực, chân lực, lực cánh tay liền động, phát ra tiếng giòn vang, bản tính quay lớn tiếng thảm gào, vai phải chật khớp ngay tại chỗ, đau đến ngồi xổm xuống đất. Tiểu người mù khẽ mỉm cười, nhàn nhạt, nhạt nói, lão nhân mặt ngửa, còn muốn đòi nợ không? Bản tính quái đại ý khinh địch, rơi vào thế bị gãy tay, tất nhiên là giận dữ muốn điên, bàn tay trái vung ra, bản tính quái quát, bà nội ngươi đánh lén ám toán tiểu người mù nghe thấy hắn mắng không dứt miệng nghe âm thanh xác định vị trí phi chân đá thẳng tống thông minh sợ hắn gây nguy hiểm vội vàng tiến vào đánh trả bức người mù nhỏ lùi lại một bước một bên phì cân quái lao tới đỡ lấy bàn tay của bản tính quái tiểu người mù mỉm cười nói người rất nhiều tiếp theo là ai tống thông minh cười lớn đang muốn bước ra tiếp chiêu chốc khang lại dành trước một bước nghe hắn nhàn nhạt, nhạt nói không nhọc thông minh huynh ra tay trận này nhường cho ta đi không đợi tống thông minh đồng ý liền đã bước về phía tiểu người mù mỉm cười nói tiểu bằng hữu tuổi còn trẻ lại ở trên đường làm ác bá không sợ quan phủ bắt ngươi sao tiểu người mù nghe được hai chữ quan phủ khóe miệng nhếch lên đảo ngược món cái chỉ xuống đất nhổ nước miếng trúc khang cả kinh nói đây là ý gì tiểu người mù cười nói không gì cả Người nếu sợ ta, cứ việc qua đi báo quan. Trúc Khang hắc một tiếng, thầm nghĩ, thật vô vương pháp, không giáo huấn một chút, ngày sau sẽ như thế nào được. Hắn hành tẩu thiên hạ, còn không có nghe qua của ngôn bậc này, không nói hai lời, tả quyền sử dụng hư chiêu, hữu trưởng thẳng tiến tiếp đón thiếu niên mắt mù. Quyền nhi cuống quýt kêu lên, người sáng suốt không đánh người mù, đừng làm hắn bị thương. Phó người ảnh biết hài từ kia thân phận khác thường, lập tức ngăn cản Quyên Nhi, thấp giọng nói, đừng hoảng hốt, trước để ta nhìn xem võ công của đứa nhỏ này. Thiếu niên mắt mù nheo lại nửa manh mắt mù, hai chân cất bước bất động, nhưng tay lắng nghe âm thanh của kẻ địch, đợi cho trưởng phong tới gần, đột nhiên gào to một tiếng, chấn chân bước ra, chính quyền thẳng hướng hữu trưởng Trúc Khang đánh tới. Mắt thấy thiếu niên kia quyền lực không tầm thường, Trúc Khang trong lòng âm thầm dùng mình, bàn tay thành chảo, nắm chặt tay cố gắng không chế đối thủ bằng quyền nhi kính ngón tay mới một đụng vào nắm tay đối phương thiếu niên mắt mù kia lại cười nói ngươi bại lộ vị trí đột nhiên một bóng đen bay lên trời chân trái rậm lên mặt đất chân phải xoay tròn dầm một tiếng trúc khang bị đá trúng một chân người mù này biến chiêu cực nhanh đường đường hà bắc trúc thiết thương lại chưa đến một chiêu đã bị đá trúng trúc khang bị trúng một chân vội vàng thối lui ba bước, thở ra luồng khí đục từ ngực để tránh bị nội thương. Lúc trước thiếu niên mắt mù kia đánh bản tính quái một quyền, mọi người mới chỉ ngạc nhiên thiếu niên này thân thủ nhanh nhẹn, đợi đến hắn bước ra chấn chân, tế ra chân gió xoáy, cao thủ có mặt đều là người hiểu biết, đều bàn tán sôi nổi. Tống thông minh thấp giọng hỏi, hạt hài tử này hảo sinh tà môn, lại là đệ tử nhà ai? Phó Nguyễn Ảnh cẩn thận suy nghĩ, thân pháp của của tiểu người mù có vẻ nguy hiểm khó đoán, kỳ thật cũng không tà khí, đặc biệt mới vừa rồi khiến Trúc Khang đụng vào nắm tay, sau lại phát kỳ chiêu khống chế người khác, dùng thích đáng là một bộ quyền cước chiêu thức thượng thừa. Trầm ngâm liền nói, hắn dùng đến là nội gia quyền pháp, chỉ là chiêu thức mới mẻ độc đáo, ta cũng chưa từng nghe nói qua. triết nhị đàn có tư lịch giang hồ hơn người, nên liền nói chuyện với đệ tử của mình, phỏng đoán sơ thừa của thiếu niên kia. Trúc Khang kinh giận đan sen, hắn năm nay 27 đến 28 tuổi, chính là thế gia đệ tử, há ở vùng hương giã Tây Nam lại bị một người mù vô danh đánh đuổi. Hắn không thể mất mặt như thế này, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một cây gậy sắt, kéo ra thân côn, ngay lập tức, nó biến thành một thanh sắt dài khoảng một trường. Hắn bật hơi dương giọng đầu côn phát ra mấy tiếng rung động, đã phát ra bản lĩnh gia truyền, nghiêm nghị nói, hà bắc Chúc thiết thương, xin tiếp cao chiêu của huynh đài chưa nói đối thủ là người mù lấy địa vị giang hồ của trúc khang mà nói trận chiến này trăm triệu không nên dùng đến khí giới quỳnh phương âm thầm lắc đầu đang muốn khuyên bảo thiếu niên mắt mù kia đột nhiên khẽ mỉm cười chuyển hỏi nhi đồng bên cạnh nói thánh địa ở đâu khi nói chuyện một hài từ duỗi tay ra tới mang theo người mù kia xoay người mọi người theo phương vị nhìn lại thiếu niên kia mặt hướng phía đông bắc, giữa sông lại là một tòa hoang thạch. Nhìn tảng đá lớn 20 thước vuông, không chịu đựng tác động của bọt sóng, nước chảy xiết. Mọi người vội nhìn thì thấy sông Bạch Thủy đổ xuống từ một thác nước nhỏ rồi lao thẳng về phía thác chính, độ dốc rất lớn, nước đổ xuống dữ dội, đá có lúc bị sóng mạnh phá hủy, trong chốc lát hiền lộ ra, làm sao có thể đủ sức đứng lên. Phóng nhãn nhìn lại, hoàn toàn trống rỗng chống không một vật, lại không biết tại sao lại gọi là thánh địa. Đang thắc mắc thì thiếu niên mắt mù quỳ xuống đất, cung cung kính kính mà dập đầu tạo thành chữ thập, nói, thủy thần sư phụ ở trên, chỉ vì bọn đạo trích ức hiếp, đồ nhi không thể không chống cử, trong chốc lát nếu có giết chết sát thương, còn thỉnh thư lỗi. Mọi người thấy hắn nghiêm trang mà dập đầu nói chuyện, đều choáng váng, tự hỏi hắn đang có mưu đồ gì. Trúc Khang khụ một tiếng, nói, tiểu huynh đệ, ngươi nếu sợ, cứ nói một tiếng. Lời còn chưa dứt, thiếu niên mắt mù đã tự mình đứng dậy, cầm nặng lên, hắn thấp giọng hỏi thiếu niên bên người, nói, hắn dùng loại binh khí gì chúng thiếu niên chăm miệng một lời tới đáp, một thanh côn thép dài. Thiếu niên mắt mù ôm ngực ưỡn lưng, đối mặt với Trúc Khang, nói, các hạ đợi đã lâu. Nào, chúng ta giao đấu mấy chiêu, ngôn ngữ trầm ổn, đại thấy lão khí, Trúc Khang chuyển động thân côn, chiêu số pha thấy tinh diệu, nghe hắn quát, ta sẽ tấn công phía dưới của ngươi trước, sau đó đánh tả hữu hai sườn, ngươi nghe rõ không? Thiếu niên kia nghe Trúc Khang có ý bảo vệ, nhìn không được cười nói, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng các hạ vẫn nên lo lắng cho chính mình đi. Khi nói chuyện hai ngón tay nặn ra kiếm quyết, quải trượng di chuyển thành vòng tròn, đóng đóng mở mở, xoay tròn không ngừng, đầu trượng khẽ rung lên, lại là thức mở đầu của một bộ kiếm pháp cao minh. Thiếu niên này thủ pháp rất là kỳ diệu, quải trượng của hắn uốn lượn không ngừng, như thể dù Trúc Khang có ra chiêu như thế nào, tùy thời đều sẽ gặp phải binh khí của hắn, phó nguyên ảnh thầm nghĩ, trước thả lưới, sau đó không chế người. Bộ tâm quyết này là không đợi hai bên khai sát, vội vàng nhảy vào giữa, ngăn cản Trúc Khang, hướng mặt thiếu niên kia, cao giọng tụng đạo, hoa sơn kiếm đạo thiên cơ tàng nửa niệm nửa sướng, câu trên là hoa sơn kiếm đạo thiên cơ tàng, câu sau là tiền tam hậu ngũ chuyển lưỡng bàng, chính là tâm quyết kiếm pháp nhập môn của hoa sơn. Hoa sơn song quái trong lòng dùng mình, đều biết phó nguyên ảnh đối với sơ thừa của đứa nhỏ này nổi lên lòng nghi ngờ. Mọi người nín thở ngưng thần tới nghe, lại nghe thiếu niên kia lạnh lùng cười, nói, tàng cái gì tàng. Muốn đánh cứ đánh, không đánh liền thối lui đi. Vừa nói, Hắn vừa vung nhẹ cây gậy bên phải, thấp giọng gào thét, cổ tay tăng lực, lập tức xoay lên xuống, chấn động đến run rẩy không thôi. Trong trạng thái thần trí hoa mắt, quải trượng thế nhưng đã thay đổi 17 18 phương vị, đó là một điều hết sức kỳ ảo. Mọi người thấy giá thức bậc này đều rất chấn động, Tống Thông Minh cả kinh nói, đây là loại võ công gì vậy? Quyên Nhi lẩm bẩm, này, này như là kiếm pháp. Phó Nguyên Ảnh thấy thủ pháp này lại cũng không khỏi ngạc nhiên, thiếu niên mắt mù thấy hắn đứng thẳng bất động, nhất thời tránh đi, thấy hắn bước chân nhẹ nhàng, thân mình lại lăn xuống đất, trong tích tắc tiếp cận kẻ thù. Phó Nguy Ảnh trong lòng hoảng sợ, lúc trước thiếu niên kia bố võng thủ chiêu, sau đó lại khống chế kẻ địch, giờ phút này lại lấy thủ pháp đoạt công xét đánh không kịp bưng tay, tất cả sự rèn luyện võ thuật đã bù đắp cho sự thiếu hụt thị lực. Ông muốn nhìn rõ võ công của thiếu niên nên không ngăn cản mà chỉ lặng lẽ quan sát, sẵn sàng xông vào cứu người bất cứ lúc nào. Trúc Khang lúc này đã không còn coi thường hắn nữa, côn sắt vung xuống chặn đòn tấn công của đối phương, thiếu niên kia nghe rõ, lập tức lăn người, hai chân bò lên áp vào côn sắt, toàn bộ thân mình ngã ngồi, lấy lực đạo toàn thân áp chế binh khí của Trúc Khang, cùng với một tiếng kêu, quải trượng vận ra bảy phi ảnh bay thẳng về phía Trúc Khang mọi người đại kinh thất sắc cũng chưa dự đoán được thắng bại tới nhanh như vậy trúc khang bị kỳ chiêu của đối phương đoạt công đắc thủ đang muốn phi thân tránh đi chợt vào lúc này một bóng người bay xuống dùng đôi tay to nắm lấy áo ngực của thiếu niên dùng một lực nhấc hắn lên bằng một tay mọi người vội vàng nhìn mặt người tới diện mạo uy vũ thân hình cao lớn đúng là mạc bắc đệ nhất cao nhân ra tay thiếu niên mắt mù bị hắn tóm trong tay cũng kinh hãi vô cùng, nghe hắn hoảng thanh nói, ngươi là ai? Tại sao ta không nghe thấy tiếng bước chân của ngươi? Chiết nhĩ đan lạnh lùng cười, trong tay phát lực, nội kình thấu nhập kinh mạch thiếu niên, bức cho hắn không thể nhúc nhích, nghe hắn hỏi hai chữ. Bó, luận, tiểu người mù hai chân cách mặt đất, bị chiết nhĩ đan chộp trong tay, hãy còn mắng không dứt miệng, nghe hắn cả giận nói, buông ta ra. Buông ta ra. Chiết nhĩ đan khẽ mỉm cười, cũng không bắt nạt hắn, chỉ vững vàng thả hắn xuống mặt đất. Người mù mồi xổm xuống để thở, sau đó đột nhiên nhảy lên lăn về phía sau, hét lên, điên rồi. Mọi người đi thôi, mấy đứa trẻ hét lớn, trong chốc lát, không còn một đứa nào, hương nến thịt cá đầy đất không kịp thu thập. Chiết nhĩ đan nói chuyện không minh không bạch, người khác không thể hiểu được, nhưng người này ồn trọng quả quyết, gãi đúng chỗ ngứa hai chữ này chắc chắn có thâm ý. Tống thông minh hỏi đệ tử, sư phụ ngươi đang nói cái gì? Hắn muốn báo cái gì? Đệ tử kia cũng vẻ mặt mờ mịt, chỉ lắc lắc đầu, nghĩ tới tiếng mông cổ cũng không có hai chữ này. Phó Nguyên Ảnh sớm đã đánh giá võ công của thiếu niên kia, lập tức đi về phía chết nhĩ đan, hai người thấp giọng thảo luận. Phó Nguyên Ảnh tuy chưa từng chính thức tập nói tiếng mông cổ, nhưng Mông Cổ thống trị Trung Quốc dài đến hơn 90 năm, lúc ấy sĩ thân vẫn có không ít người tinh thông. Phó Nguyên Ảnh tuổi tác lớn hơn một chút, tự cũng mưa dầm thấm đất, hàng ngày hội thoại cũng có thể ứng đối vài câu. Quá đến sau một lúc lâu, Phó Nguyên Ảnh và Triết Nhĩ Đan đã nói chuyện xong, mọi người tiến tới hỏi chuyện, muốn tìm hiểu lai lịch của hài tử kia. Trúc Khang kinh hồn phủ định, hỏi Phó Nguyên Ảnh vừa rồi đó là chiêu thức gì? có liên quan gì đến hoa sơn của các ngươi không? vì cân quái đoạt đáp nói không phải nhất định không phải kiếm này thuần lấy lực cổ tay khác biệt rất lớn với võ công hoa sơn chúng ta năm đó song quái ngộ tâm quá kém luyện kiếm không thành sư phụ bổn môn liền vì bọn họ chế tạo một đôi kỳ môn binh khí mong có thể lấy cái lợi của khí giới bổ sung cho cái linh động không đủ cứ như thế vẫn muốn bọn họ luyện tâm không luyện lực. Mới vừa rồi thiếu niên kia thuần lấy cổ tay phát động kiếm chiêu sắc bén, xác thực không phải bổn môn tâm pháp hoa sơn. Quyền nhì nhớ tới bó luận, vội hỏi nói, vậy vừa rồi chết đan tiên sinh kêu lên là có ý gì? Phó sư phụ có hỏi tới không? Phó người ảnh gật đầu nói, hắn nói là côn luân. Mọi người đại kinh thất sắc, đều bàn tàn. Côn luân kiếm xuất kiếm máu chảy đại dương mênh mông, ngàn dặm thẳng đuổi tới Hoàng Hà bộ kiếm pháp tàn nhẫn đệ nhất tiền tiêu sớm đã thất truyền, côn luân toàn phái càng đã tan thành mây khói, ai có thể ngờ tái hiện giang hồ dưới bàn tay của thiếu niên kia. Trúc Khang cả kinh nói, người nói hắn là người núi côn luân. Phó Nguyên Ảnh nói, môn đồ kiếm thần đi thẳng vào cung, kiếm là hận kiếm, đạo là nộ đạo, đơn luyện tuyệt chiêu, không luyện hư chiêu, cùng hoa sơn kiếm pháp của chúng ta hoàn toàn tương phản kiếm chiêu hài tử kia hành tẩu nét bút nghiêng, cùng côn luân môn nhân có vài phần tương tự. Phỉ cân quái lầm bẩm nhưng chắc lăng chiêu sớm đã chết, hài tử kia bất quá mới là thiếu niên mười mấy tuổi, sao có thể là môn nhân côn luân? Làm sao phó nguyên ảnh biết được, tất nhiên là nhún vai lắc đầu, những người còn lại lòng tràn đầy điểm khả nghi, bản tính quái hô to hét lớn, quát, cái gì kiếm thần thí thần, dù sao đều là bại tướng dưới ninh sư điệt chúng ta, mặc kệ hắn. Chúng ta trước lo chuyện bản thân. Lần tới gặp được tiểu quỷ kia, lão tử nhất định đánh gãy răng cửa của hắn. Chuyến này vốn chính là vì ninh bất phàm mà đến, mọi người không hề nghĩ nhiều, lập tức từng người thăm dò địa hình, đỉnh thác nước không có người sinh sống, vừa nhìn biết ngay, Quỳnh Phương cầm lấy xa ống, liều mạc đi xem hai bờ sông, gió lạnh nước lạnh, người dẫn đường đã sớm lùi về bên trong xe mọi người đã đứng bên thác nước được một canh giờ tuy nói đã luyện tập nội công nhiều nội công chịu ít gió lạnh hơn nhưng hàn khí từng trận xâm nhập tất nhiên là có hại hơn lợi mắt thấy nơi đây xác thật không người liền ra lệnh rút binh đợi đến ngày mai xuôi hạ du tìm kiếm sau khi trở về lại rốt cuộc không có mảy may tin tức mọi người binh phân nhiều lỗ nhưng thượng du không thấy tung tích hạ du cũng không thấy tăm hơi hỏi chuyện thổ dân nghe rất nhiều câu chuyện hương giã kỳ đàm, nơi nào có ác quỷ gây loạn, nơi nào có hung trạch đều nghe nói, cố tình tận mắt nhìn thấy, lại là không liên quan nhau. Thiên hạ đệ nhất hoàng hạc, phó nguyên ảnh nhớ tới ngày ấy nhìn thấy hải tử mắt mù, biết trong đó tất có cổ quái, đã nhiều ngày liền mọi nơi tìm kiếm hỏi thăm, muốn biết rõ ràng mọi chuyện. Chỉ là trời xa đất lạ, qua mấy ngày, không những tìm không thấy ninh bất phàm, liền thiếu niên mắt mù cũng không có tin tức. Trưa ngày hôm đó, Phó Nguyên Ảnh bất lực, biết sư huynh không có ở Quý Dương, liền yêu cầu quan sai thu dọn hành lý, dự định chuyển tới Tuân Nghĩa dò hỏi. Tìm không thấy Ninh bất phàm, thì cố gắng tìm vui trong khổ cực. Mọi người khó có được một ngày riêng nên mỗi người đều tranh thủ thời gian, vào thành du lãm. Quỳnh Phương cảm kích mạc Bắc Tông Sư Nam Hạ hỗ trợ, tính toán buổi trưa mở tiệc chiêu đãi thầy trò chết nhĩ đan, thể hiện lòng biết ơn. Thiếu các chủ ra cửa, không động tam côn kiệt đương nhiên đi theo như bóng với hình, quyên nhi không muốn ngồi một mình trong căn phòng trống nên cũng đi cùng. Trưởng môn cửa hoa vừa bước chân ra thì hai vị thiếu chủ phủ viễn cũng sau lưng vừa đến. Hoa sơn song quái thấy này ba thanh niên nam nữ ra cửa, tất có việc vui có thể tìm ra, cũng vội vã đi theo sau, trong khoảng thời gian ngắn thầy trò chết nhị đan cũng từ phía trước đi tới, sau lưng một đám nam nữ lão ấu tạo thành một nhóm lớn, đủ 11 người. Một nhóm lớn người một đường dạo phố. Mạc Bắc Tông Sư hết lòng tin theo Phật học, gặp chùa tất bái, hoa sơn song quái không học vấn không nghề nghiệp, thấy miếu tất bỏ chạy. Người này gặp tăng hành lễ, người kia nhìn thấy người khác thì bắt trước nhau, hư bóng với hình, rốt cuộc bức cho Mạc Bắc Tông Sư vận khởi khinh công dẫn đệ tử của mình bịt tai lại chạy đi. Phía trước vừa có tiếng bước chân di chuyển, những người còn lại vội vàng đuổi theo, thoáng chốc 11 người ở trên đường cái truy đuổi la hét ầm ĩ, dẫn tới ba tánh ghé mắt cười vang. Khó khăn có việc vui, hoa sơn song quái tất nhiên là liều mạng kêu la, vùng dậy đuổi theo, từng người chạy về phía góc đường, song quái vui đùa rẽ vào góc, bản tính quái vô ý đụng phải một người, chỉ nghe dầm một tiếng, một cái sọt bị đổ, cá tươi nhảy tung tóe trên mặt đất, dáng vẻ chật vật. Người bán cá là một đứa trẻ, bất quá 13 đến 14 tuổi, đang liều mạng nhặt cá dưới đất. Bản tính quái hỏi sư huynh, nói, đụng vào người, nên nói gì? Thiếu niên kia ngẩng đầu lên, hét lên xin lỗi. Bản tính quái ha ha cười, phất tay nói, được rồi, chỉ chờ những lời này của ngươi, tha thứ cho ngươi. Mắt thấy hoa sơn song quái chuẩn bị rời đi, thiếu niên kia đầy mặt tức giận, quát lớn, đứng lại. Các ngươi đụng vào người, cứ như vậy đi luôn, thiên hạ nào có lý như vậy? Vì cân quái thấy hắn kêu đến hung ác, chỉ nga một tiếng, nói, tiểu huynh đệ tính tình không nhỏ, vậy ngươi muốn như thế nào đâu? Cứ ra tay đi, thiếu niên kia cả giận nói, cá này của ta không thể thấy ánh sáng, bị các ngươi va chạm, tất cả đều không bán được. Các ngươi phải mua hết về." Phỉ Cân Quái cười quái dị nói, "Không thể thấy ánh sáng. Trên đời lại có loại cá kỳ lạ như vậy sao? Ta nghĩ là việc làm ăn của ngươi không thể gặp ánh sáng." Bản tính quái ngáp một cái, nói, "Sư huynh, đói bụng quá, chúng ta mau đuổi theo người đi, đừng cùng hắn nhiều lời." Nhị lão lười để ý, vội vàng bước đi, thiếu niên dưới tình thế cấp bách, vội vàng chạy đến túm quần áo của phì Cân Quái, hét lên: không được đi. Trừ phi các ngươi mua hết chỗ cá này. Mấy ngày trước đây bản tính quái bị thiếu niên hải tử đánh, mặt già không ánh sáng, vì cân quái sớm có ý quét ngang Tây Nam, lại bị hắn kéo lại, nhất thời thở dài, nói, tiểu đệ đệ, cái gì không chọc, lại đến gây chuyện với ta. song quái tuổi tác tuy lão, kỳ thật công phu rắn chắc, đặc biệt nội lực năm này tháng nọ khổ luyện, càng có nền tảng nhất liêu giang hồ, vì cân quái lắc đầu, tay trái chém ra, chân phải nhẹ cong, đã khiến thiếu niên bán cá té ngã trên đất. Thiếu niên kia ngã đau cầu nhầu, lại không chịu thua, thoáng chốc mím môi huyết sáo, bên đường tiếng bước chân lộn xộn, 12 đồng bước chạy ra ngoài. Vì cân quái cười quái dị nói, được lắm, còn có đồ tử đồ tôn. Nhìn thấy mấy đứa nhỏ thò đầu không dám tới, thiếu niên lớn tiếng nói, hai lão nhân này không phải người tốt, mau đi bẩm báo trưởng lão, Thỉnh lão nhân ra hắn lại đây giáo huấn hai hỗn đàn này. Bọn trẻ sau khi biết tin liền nhanh chóng bỏ chạy, nếu đối phương đã lập hẹn, hoa sơn song quái tự cũng không tiện chạy lấy người, nhất thời cười ha ha, nói, mau đưa người đến đây. Ra giáo huấn các ngươi, lập tức tùy tiện tại chỗ chờ, cho dù là bang chủ trưởng lão, kẻ hèn tây nam hoặc nghèo môn nhược phái chưa biết đến, cùng lắm là tam giang bang, thì xa ổ có tới mười mấy hai mươi người cũng không để trong mắt. Trong khi ngáp, Trúc Khang đã quay lại, nhìn thấy một đứa trẻ lăn lộn trên mặt đất, nghĩ rằng mình đã bị song quái đánh đập, lập tức nhíu mày nói, tiền bối ngàn không nên, vạn không nên, chính là không nên xuống tay ẩu đà bá tánh. Hoa Sơn Môn Quy từ trước đến nay nghiêm cấm tư đấu, hai vị làm như thế, có vi phạm bổn phận người luyện võ không? hắn làm nhảm một lúc lâu mới ngồi xổm xuống giúp nâng thiếu niên kia lên, muốn nhìn xem hắn bị thương thế nào. Khi hắn đang nhìn, tầm nhìn của hắn bỗng nhiên tối sầm, nắm tay đấm về phía trước, thứ nhất là hắn ở quá gần, thứ hai không ngờ sẽ có việc cho cắn lữ động tân như vậy, bỗng nhiên chi gian, nắm tay đã đến trước mặt một tấc Trúc Khang cuống quýt sử dụng thiết bản kiều, rốt cuộc miễn cưỡng né tránh được, hắn giữ được hốc mắt không bị tím đen trong lòng giận dữ, mắt thấy thiếu niên kia hãy còn chửi ầm lên, bộ dáng hung ác dương nanh múa vuốt, không nhịn được đá một cái, cả giận nói, tiểu tử ngươi bị điên sao? Chúc thiết thương ngươi cũng dám đánh, xem thiếu gia ta đánh chết ngươi. Chó cắn lữ động tân, nguồn gốc của câu thành ngữ này khá dài, bắt nguồn từ câu nói cầu diễu lữ động tân, bất thức hảo nhân tâm tạm hiểu, cầu diễu và lữ động tân, cả hai đều không biết, hiểu nhầm, lòng tốt của người kia bởi vì cầu diễu đồng âm với cầu rào nghĩa là cho cắn, nên mới bị đọc trạch ra thành cho cắn lữ động tân, không biết lòng người tốt. Về sau câu thành ngữ này thường được áp dụng cho nhiều tình huống mà những người tốt, tài đức bị thế gian rẻ rúng, ngược đãi, ám hại. Trong lúc nổi giận quát đánh, sau lưng truyền đến một tiếng kêu to, đại nhân đánh tiểu hài tử. Không cần mặt mũi sao? Mau thả huynh đệ ta ra, mọi người quay đầu lại, thấy một thiếu niên khỏe mạnh chạy, ước chừng khoảng 12, 13 tuổi, vẻ mặt trẻ con, nghĩ đến chắc là trưởng lão gì đó. Hoa Sơn song quái nghe lúc trước thiếu niên bán cá kia kêu đến tha thiết, vị trưởng lão này hẳn phải là một người trưởng thanh cường đại, nào biết cũng vẫn là hài đồng, nhịn không được có chút kinh ngạc. Trúc Khang không kịp nói chuyện biện giải, trưởng lão kia đã phi chân đá tới, quát, ta đánh ngươi đổ vô xì này. Cú đá vào phần dưới cơ thể này rất tàn nhẫn, Trúc Khang là thế gia đệ tử, rất chán ghét với những thủ đoạn hạ lưu này. Hắn giơ tay xoay thiếu niên kia một vòng khiến hắn rơi thẳng xuống đất. Trưởng lão kia không thể động đẩy, cú ngã rất nặng, người bình thường không thể chịu đựng nùi. Chúc Khang đang muốn nói chuyện, thì bất ngờ nhìn thấy vị trưởng lão thiếu niên kia ngã xuống đất, đùi phải xoay chuyển, quét về phía Chúc Khang. Chúc Khang trong lòng dùng mình, hương dã thiếu niên, biến chiêu cũng rất nhanh. Hắn có nội lực hộ thân, chân này không thể làm hắn bị thương, đơn giản trầm lực ở đầu gối, khiến thiếu niên kia bật trở lại. Thiếu niên kia đầy mặt kinh ngạc, tựa không dự đoán được thế gian lại có võ thuật bậc này. Hắn thân mình đảo lăn trở về, nhưng trong khoảnh khắc, chân phải bước ra, mượn lực thân mình nhảy lên, bả vai đập về phía ngực Trúc Khang. Có một âm thanh bị bóp nghẹt, thiếu niên kia tuy rằng đụng phải Trúc Khang, nhưng bị nội lực hộ thân của tứ gia phủ viễn phản chấn, đã đẩy hắn ngược trở lại. Sau hai lần thua liên tiếp, thiếu niên kia không thể đứng dậy được, hắn ngã xuống đất, thở hổn hển không thôi, cả giận nói, "Người đâu? Đi thỉnh bang chủ lại đây." Thông báo với hắn, bọn nhỏ la to, nháy mắt chạy trốn không sót một ai. 6. Chương 8 Thiên truy bách luyện xuất thâm sơn, hồi Ba Lúc này trên đường đã có vô số người vây xem, đám người Quyên Nhi, Quỳnh Phương, chết nhĩ Đan đã đuổi trở về. Quyên Nhi cùng, Quỳnh Phương thấy Trúc Khang bên đường đánh người, liền tới hỏi duyên cớ, vì cân quái bỏ đá xuống giếng, kể nói, Trúc Khang A, à, người tốt xấu cũng là danh môn đệ tử, đánh một thiếu niên ngư dân nhục nhã như vậy, còn ra thể thống gì? Trúc bà cố nội nhà ngươi nghe được, tám phần lại thương tâm muốn chết trúc khang giận dữ nếu không phải hai lão các ngươi gây chuyện thị phi ta sẽ ra mặt sao lại còn ăn vạ trên người ta bản tính quái thở dài thô bảo vô lễ đánh tiểu hài từ tất nhiên đánh lão bà đánh lão bà tất nhiên đánh mẫu thân chúc gia già trẻ nhà ngươi mệnh không dài nói hướng quyên nhi liên tục chớp mắt ý bảo nàng tuyệt đối không thể gả cho người này trúc khang tức giận đến dậm chân đang muốn chuyển hướng đánh người chợt nghe sau lưng khua chiêng gõ trống, mười hài đồng hoan sướng nói, bái thủy thần, cầu ân đức, thủy thần nổi giận, trời không mưa, từng nhà ăn mão lương. Tế thủy thần, chuộc tội nghiệp, thủy thần rơi lệ trời mưa lớn, ngập nhà bá tánh thiếu đạo đức. Tiếng ca ngừng nghỉ, nhi đồng nhảy nhót tách ra trên đường phố, nghe được tiếng bước chân trầm hoãn, xen lẫn tiếng nặng, một người sâu kín hỏi, ai đánh huynh đệ ta? thanh âm kia trầm thấp, đột nhiên nghe tới dường như có chút bi thương. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt người này cũng là thiếu niên, nhìn hắn hai mắt ảm đạm không ánh sáng, lại là tiểu người mù ngày ấy nhìn thấy bên thác nước. Quỳnh Phương vội vàng kéo Quyên Nhi, thấp giọng nói, mau thỉnh phó sư phó lại đây, nói tìm được rồi người. Quyên Nhi khinh công cao tuyệt, chân trước mới đi, Trúc Khang liền đã xuất đầu hắn cùng người mù này cụ oán chưa giải, tân thù lại tăng, nhất thời cười lạnh nói, hảo tiểu tử, hai ta cũng thật có duyên, hôm nay giết thống khoái đi. Tiểu người mù nhận ra thanh âm trúc khang, nhớ tới thủ đoạn xét đánh không kịp bưng tai của chiết nhĩ đan, nhất thời lạnh lùng cười, nói, các ngươi là muốn đơn đả độc đấu, hay là muốn ảo ảo xông lên, trước tiên nói cho rõ đi đã. Trúc Khang tức giận cười, đá chéo chân trái, nhặt một cây xào phơi quần áo trên đường dùng hai tay nắm lấy lớn tiếng nói phóng ngựa lại đây hôm nay ta phải cần có người giúp đỡ hà bắc chúc thiết thương sẽ dập đầu trước ngươi tiểu người mù khẽ mỉm cười nói có khi phách ta thích ngươi hắn cầm lấy nạng từ người bạn đồng hành giơ hai ngón tay trái đột nhiên chân phải đá một phát dưới mặt đất một lượng lớn cát bay lên và bắn thẳng về phía trúc khang tầm mắt của trúc khang bị che khuất nhất thời liên tục rút lui, cả giận nói, hảo tiểu tử, sử dụng chiêu thức đê tiện bậc này. Tiểu người mù cười nói, người sáng suốt đánh người mù, lại người đông thế mạnh, là ai đê tiện. Vừa nói vừa dùng tay trái rút túi vôi trong tay ra, ném về phía Trúc Khang, Trúc Khang vội vàng né tránh, trong miệng hoàng thanh liên tục, liều chết né tránh. Quỳnh Phương biết người này kiếm pháp rất có tạo nghệ, rất sợ Trúc Khang thất thủ gấp nháy mắt với không động tam côn kiệt ba người gào thét một tiếng liên thủ xông về phía trước côn gậy di chuyển trên dưới liền động hô ứng lại là một bộ trận pháp lợi hại tiểu bang chủ mắt mù nghe không ra dài ngắn một tấc vuông dưới chân suýt nữa bị dẫm trúng thiếu niên trưởng lão hô bang chủ chú ý những người này đều dùng gậy tiểu người mù không lùi lại được trong miệng lớn tiếng hỏi chuyện gậy dài bao nhiêu mấy đứa trẻ còn nhỏ chưa nắm được kích thước nhất thời đáp không ra, chợt nghe một người nói, những chiếc gậy này không lưỡi không cạnh, nhọn về phía trước, dài khoảng bảy thước, ước chừng cao hơn ngươi một chút. Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy một nam tử đang chậm rãi bước ra khỏi con hẻm, người này mỉm cười vuốt râu, bộ dạng thanh tuyền, đúng là phó nguyên ảnh. Tiểu người mù không muốn tiếp nhận ân tình, nhất thời quát, câm mồm. Chính ta không nghe ra sao? Ai muốn ngươi lấy lòng? hắn gầm lên một tiếng, thân mình như cỗ thi thể, người mang trượng ngã xuống về phía sau, nhất thời thẳng tắp nằm trên mặt đất, mọi người đều kinh nghi bất định, không biết chuyện gì đang xảy ra. Trúc Khang hét lên, võ công của đứa trẻ này rất mạnh, các ngươi đừng để bị nó lừa. Tam Côn Kiệt nhìn nhau liếc mắt một cái, côn bồng trong tay điểm xuống dưới, bất quá nhẹ nhàng đảo qua, ba chiếc gậy gỗ huyền truyền trườn đi như linh xà, như thể vật sống. Không động được xưng là một trong tứ hùng tứ cường, quả nhiên có chút nhân tài, không chỉ là hư danh. Mọi người xem ở trong mắt, từng người thầm khen trong lòng. Tám côn phân từ ba phương vị mà đến, đảo mắt liền xoắn lấy thiếu niên, hắn lại bất động thanh sắc, ngược lại chỉ nhắm mắt. Mọi người đều biết đôi mắt của hài đồng này không được, tuy cũng không hoàn toàn mù nhưng cũng không dùng được, nhưng cũng không biết lúc này hắn nhắm mắt lại có ý gì. Khi chuẩn bị tiếp cận, hải đồng thân mình xoay chuyển, xoay mình hướng bên ngủ nằm, thân mình cư nhiên đè phía trên côn bồng, đúng là thủ pháp đối phó với Trúc Khang ngày hôm đó, tam côn kiệt trong lòng dùng mình, không dự đoán được hắn sẽ lấy chiêu thức lưu nhi cổn ra ngăn cản. Tam kiệt biến chiêu nhanh chóng, một người nhấc cây gậy lên giữa không trung, đập mạnh xuống đất, liền vào lúc này, thiếu niên mắt mù mở hai mắt, quát, đánh. Chỉ thấy hắn nhảy bật lên, vài trượng trong tay đâm về phía đôi mắt địch nhân, biến chiêu này phát sau mà đến trước, vừa nhanh vừa gấp, đã đoán chắc được sơ hở của địch nhân. Phó Nguyệt Ảnh khẽ gật đầu, thầm nghĩ, thật là tâm nhãn lợi hại. Hắn ở bên ngoài quan sát trận chiến, sớm tại suy tính bước số của thiếu niên, thấy hắn vọt lại, lập tức tiến về phía trước, nhẹ nhàng vẫy tay, giơ khớp món giữa lên, nhẹ nhàng một tiếng vang truyền đến các huyệt đạo trên ngực và bụng của thiếu niên kia đều bị khống chế. Thủ pháp này tiết lộ diệu quyết tâm tĩnh minh toán của Hoa Sơn, như thể chính thiếu niên kia đã nâng cơ thể của mình lên, đánh rơi về phía ngón tay phó nguyên ảnh. Những người xung quanh vô cùng bội phục, nếu không phải đối thủ của hắn là thiếu niên, nhất định phải lớn tiếng khen ngợi. Thiếu niên mắt mù thủ túc vô lực, trong miệng lại còn có thể kêu gào, nghe hắn lên tiếng thét chói tai, tên vô lại lừa ta nói tốt lấy một trọi một, lại tới lấy nhiều đánh ít. Không phải hảo hán, buông ta ra, buông ta ra, nhìn thấy thiếu niên kia hành động hung bảo, hồi phục lại thần sắc vô lại, như thể đang giết heo. Mặc dù mọi người đều thấy buồn cười, nhưng nghĩ đến quyền cước công phu của hắn, trong lòng lại thầm tôn trọng, biết sư phụ thiếu niên này tất nhiên rất có lai lịch, nếu không phải thiên hạ đệ nhất, thì cùng là côn luân kiếm thần. Phó Nguyên Ảnh Tử cũng suy đoán không ngừng, nghe hắn hỏi, hảo hài tử, hai ta lại gặp mặt. Người có thể nói cho Túc Túc biết sư phụ ngươi là ai không? Hải tử kia nhìn không được dãy rủa, thở hổn hển, buông ta ra trước, ta sẽ nói cho ngươi biết. Phó Nguyên Ảnh võ công căn đế thâm hậu, tự cũng không sợ hài tử kia chạy mất, lập tức đem buông tay ra, hài tử thở hổn hển, được. Ta nói cho ngươi biết, sư phụ của ta là bỗng nghe hắn hô to một tiếng, tổ tông ngươi. Đôi tay xoay chuyển, lật xuống, lương trường chế trụ mạch môn của phó nguyên ảnh, lại là một tay đánh vật thập phần cao minh. Mọi người chấn động, phó nguyên ảnh vừa rót chân khí vào kinh mạch của đứa trẻ, theo lý hắn nhất định phải toàn thân bùn rùn, rất lâu không thể cử động, vạn lần không thể đoán được trong giây lát, đứa nhỏ này liền đã đột phá huyền quan. Lại lần nữa ra tay phát chiêu. Phó Nguyên Ảnh mặc cho đối phương phát lực, Cảm nhận nó một cách cẩn thận, cảm thấy cổ lực đạo này không giống với bản chất của Hoa Sơn, cũng không phải sức mạnh của Côn Luân, càng bất đồng với con đường chính đại của Thiếu Lâm, so với sự thuần bá chính của các môn phái, hoàn toàn khác biệt. Phó Nguyên Ảnh trong lòng âm thầm thắc mắc, suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, đứa nhỏ này nội lực nhẹ mà không yếu, nội liễm tiềm tàng, chẳng trách có thể nháy mắt hồi lực. Nhưng bộ tâm pháp này chưa từng hiện thế hay là ninh sư huynh lại đặt ra tân võ học sao tiểu người mù khống chế được cổ tay của phó nguyên ảnh tùy thời có thể đem xương cổ tay bẻ gãy lại thấy vị vũ phong tiên sinh này nhắm mắt suy tư dường như hồn không thèm để ý thiếu niên mắt mù hô to một tiếng liền muốn động thủ phó nguyên ảnh gặp nguy không loạn bình tĩnh quỳ xuống tay phải buông xuống giải tỏa sức lực của thiếu niên trong giây lát đưa tay trái ra đẻ lên vai đứa trẻ ấn thật mạnh thân mình xuống đất, lại lần nữa chế trụ hắn. Thiếu niên đầy mặt kinh ngạc, đã biết đối phương võ công cao cường, chính mình không có khả năng đối kháng, nhìn không được cười gượng nói, rất lợi hại. Hắn thở dài, nói, được, được, ta nói cho ngươi sư phụ là ai, mau mau buông ta ra, ta thua ngươi, phó nguyên ảnh gật đầu mỉm cười, thoáng thả lòng, đột nhiên hài tử đá cẳng chân sau, đá về phía hạ âm của phó nguyên ảnh phó nguyễn ảnh sớm đã có chuẩn bị tả hữu phong bế mũi chân của hắn phía dưới mượn lực đảo đá trở về hải tử trọng tâm không ổn định nhất thời bị quăng ngã xuống đất đánh tới tình trạng này thiếu niên mắt mù đã lòng tràn đầy hoảng sợ tự biết trăm triệu không phải là đối thủ của người này hắn cắn môi dưới thoáng chốc lên tiếng khóc lớn mấy chục hải đồng mỗi người ủ rũ cục đuôi rơi nước mắt mọi người thấy thiếu niên này lúc trước uy phong bát diện giờ phút này lại như tiểu đồng khóc sướt mướt, nhìn không được đều cảm thấy buồn cười. Phó Nguyên Ảnh ngồi xổm xuống, lại cười nói, hải tử, ngươi khóc cái gì? Thiếu niên nức nở nói, nếu bại bởi ngươi, ta cũng không muốn sống nữa. Người động thủ giết ta đi, Phó Nguyên Ảnh cười nói, tiểu đệ đệ, đánh thua chết, tất cả ở đây đều là người chết. Lời này tuy rằng khó nghe, lại là tình hình thực tế không thể nghi ngờ. Trong võ lâm núi cao còn có núi cao hơn, ai mà không nhiều lần gặp cương địch. Người mạnh nhất ở đây là chết nhĩ đan, hắn cũng từng hai lần thất bại, huống chi những người khác. Hải Tử khóc nức nở nói, ta và các ngươi tài trí bình thường bất đồng, ta là đệ tử của Thủy Thần, không thể thua được. Những lời nói này không có gì sai biệt so với tâm sự của Tô Dĩnh Siêu. Quỳnh Phương nhìn không được a à một tiếng, Phó Nguyên Ảnh tự cũng thấy được chỗ quan trọng. Hắn nâng hài tử lên nói, "Hài tử, ta là bằng hữu của sư phụ ngươi, có việc tìm hắn, xin hãy cho ta biết hắn ở đâu." Được chứ? Mọi người mở to mắt, đều đang đợi hài tử kia nói chuyện, nhưng thiếu niên lại lắc đầu khóc dòng nói, "Ngươi gạt người, sư phụ ta nói hắn không có bằng hữu." Phó Nguyên Ảnh nhíu mày lắc đầu, đang muốn hỏi lại, Quyên Nhi thấy hài tử kia vẻ mặt bi phẫn, vội vàng đẩy Phó Nguyên Ảnh ra, thấp giọng nói, "Để cho ta tới hỏi đi." Phó Nguyên Ảnh không để ý, đành phải dặn dò, lưu ý chút, hải tử hoang dã này lúc nào cũng có thể đả thương người. Quyền Nhi khẽ gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu, nữ lang này rất hòa đồng với trẻ con, lập tức nâng thiếu niên kia dậy, vỗ nhẹ vào lưng, ôn nhu nói, tiểu bằng hữu đừng đau buồn, đánh thua thì thua, tới nghe tỉ tỉ hát đi. Thiếu niên kia nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Quyên Nhi thì mỉm cười nói, cô nương giọng nói ngươi rất êm tai. Quyền Nhi nghe khẩu khí hắn truyền ôn hòa, mỉm cười liền nói, cảm ơn ngươi. Hải tử dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên đưa tay chạm vào gò má phấn của Quyên Nhi. Quyên Nhi còn chưa tức giận, Tống thông minh đã hận tận xương, không khỏi giận dữ muốn điên, quát, tiểu yêu miệng lưỡi trơn tru. Trúc Khang cũng tức giận không thôi, quát, tiểu quỷ ngươi từ đâu tới, thật sự nên đét mông. Hai tên thiếu chủ chạy vội tới, vung chân đá, thiếu niên kia cuống quýt chạy trốn, lại bị tam côn kiệt đè lại, nhất thời lăn thành một đống. Trong lúc la hét ầm ĩ, bộ khoái địa phương nghe tin đã đến, chúng tiểu đồng sợ, tất cả đều trốn đến ngõ nhỏ. Bộ khoái chỉ vào thiếu niên mắt mù, phẫn nộ quát, lại là mấy tiểu quỷ các ngươi, sớm muốn các ngươi đừng nháo nữa. Đem lời của ta tay này ra tay kia sao? phó nguyên ảnh bước tới chào hỏi biểu lộ thân phận hỏi những đứa trẻ này đến từ đâu cha mẹ chúng đâu bộ khoái thấy đại nhân vật bắc kinh tới tự nhiên không dám thất lễ vội nói có cha mẹ còn có thể hồ nháo như vậy bọn chúng tất cả đều là cô nhi phần lớn là từ tây bắc tới mọi người a à một tiếng nói tây bắc bộ khoái kia gật đầu nói mấy năm nay tây bắc đánh đến lợi hại không ít bá tánh trôi giạt khắp nơi trốn đến Quý Châu, bọn họ nuôi không nổi hài tử nên phải gửi con đi làm người hầu trong các gia đình giàu có. Cũng là nhân số quá nhiều, nhà giàu trong nhà quản không được, hài tử lại chịu không nổi vất vả, từng người trốn đi, trở thành côn đồ trong thành chúng ta. Phỉ cân quái mắng, bộ khoái người cũng vô dụng, rõ là vô lại quấy phá, sao không đi bắt người. Bộ khoái đỏ mặt nói, những đứa trẻ này rất có bản lĩnh, Huyện thái gia chúng ta phân phó không được đánh. Phỉ cân quái hầm hực nói, đánh không được hay không được đánh, nói cho rõ ràng. Bộ khoái nghe hắn dụng tâm châm chọc, sắc mặt tất nhiên là từ đỏ chuyển tím, vội nói, quan nhân chê cười. Tiểu người mù này tuy khó chơi, nhưng thật muốn bày ra thiên la địa võng, hắn cũng chạy không được. Nói thật một câu, huyện thái gia luyến tiếc không muốn bắt bọn chúng, lại vì bọn chúng có năng lực bắt cá bản tính quái cười quái dị nói, chính là bắt long cung thủy nương nương sao? Bộ khoái khổ một tiếng nói, quan nhân nghĩ quá xa rồi. Hải tử mù này có thể đi sâu vào dòng sông ngầm và bắt được một số loài cá chưa từng thấy từ dưới đáy động. Những con cá này không nhìn thấy mặt trời, chết khi nhìn thấy ánh sáng. Chúng đã sống trong hang nước sâu dưới thác nước trong nhiều năm, tư vị tươi ngon, chủng loại hiếm lạ, mỗi con đều đáng giá mấy chục lượng bạc chính là món ăn địa phương chân quý. Người bình thường muốn bắt, lại không thể tìm được chỗ. Nói rồi chỉ vào thiếu niên mắt mù kia, nước sâu tối tăm, dòng nước ngầm, nếu không phải đứa trẻ này thị lực kém còn có một nửa, thính lực hơn người, người bình thường căn bản không dám đi vào. Mọi người trong lòng hiểu rõ, nghĩ đến hải tử hoang dã này công phu bắt cá tinh vi, y vào thịt cá tươi ngon, huyện lão gia tham ăn. Lúc này mới từ trong nha môn đổi lấy một thân bình an. Cũng khó trách ngày thường tụ chúng gây chuyện, không có sợ hãi. Phó Nguyên Ảnh không chút nào nhụt chí, lập tức ngồi xổm xuống, lại hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi là người Tây Bắc sao?" Thiếu niên kia lạnh lùng thốt: "Tây cái đầu to nhà ngươi. Đi uống gió Tây Bắc đi." Quyền Nhi sợ Phó Nguyên Ảnh tức giận, vội vàng hát một câu, nắm lấy tay thiếu niên vỗ nhẹ, nị thanh nói: đại nhân hỏi chuyện, tiểu bằng hữu phải trả lời. Người mù kia nguyên bản bộ dáng uy phong, được nàng ôm vào trong lòng ngực, đụng tới nơi mềm mại của nàng, nhất thời cả người tê dại, cười nói, đáp liền đáp. Nhưng muốn thơm cô nương mốt di si ái, tiếng vừa dứt có tiếng gió và bước chân lao tới, tống thông minh và trúc khang cùng đá tới, thấy bọn họ lại sắp đánh nhau, Quỳnh Phương ngăn cản mọi người, ý bảo quyên nhi buông hài đồng ra, lại cười nói, để cho ta tới thử xem. Mọi người đều biết nàng thủ đoạn lợi hại, liền từng người tránh ra vài bước. Đôi mắt to của Quỳnh Phương xoay chuyển, đột nhiên khom người chắp tay, nói, vị thiếu hiệp này, tại hạ hà bắc Quỳnh Phương, nơi này hướng ngươi vấn an. Thiếu niên kia nghe âm thanh xác định vị trí, biết nữ tử trước mặt đang nghiêng về phía mình, người tới tào nhã có lễ, còn lấy thiếu hiệp xưng hô với mình, làm sao có thể sắc mặt vô lại ứng phó lập tức đứng dậy chỉnh sửa y phục khôi phục thành khí độ bang chủ chắp tay liền nói xin chào ta là tiểu bạch long quý châu chỉ dăm ba câu quỳnh phương liễn đã vòng vèo hỏi ra lai lịch của đối phương khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc quỳnh phương mỉm cười với quyên nhi và phó nguyên ảnh thấp giọng nói thiếu niên hán từ quan tâm nhất đến lòng tự trọng mong hắn đánh hắn sủng hắn tất cả đều vô dụng không bằng lấy lễ tương đãi càng dễ dàng được việc. Nàng tu lại nụ cười, ôm quyền nói, nguyên lai là Bạch Long thiếu hiệp, tại hạ như sấm bên tai, thật sự kính đã lâu. Tiểu Bạch Long khụ một tiếng, chắp tay lại nói, nữ hiệp có chuyện gì phân phó. Hắn nghe thanh âm đối phương pha tựa nữ lang, liền lấy nữ hiệp tương xứng. Quỳnh Phương nghiêm trang, nói, thành thật mà nói, tại hạ hành tẩu giang hồ vài thập niên, chưa từng gặp qua thiếu hiệp thân thủ như vậy, trong lòng thực sự cực kỳ hâm mộ, không biết sư thừa thiếu hiệp lai lịch như thế nào. Có thể nói một chút không? Trên mặt thiếu niên hiện lên một nụ cười, hắn giơ tay đột nhiên hét lên, các huynh đệ, sư phụ ta là ai? Bất quá thoáng nhấc tay, liền nghe trưởng lão khua chiêng gõ trống, thiếu niên bán cá nhảy ra, chỉ huy rất nhiều nhi đồng đồng thanh hát vang, trong sóng có một hào hàn, thủy thần đệ tử xưng anh hùng, bạch thủy trong sông là quê quán mọi người gọi ta Tiểu Bạch Long. Quỳnh Phương cùng Quyên Nhi cười khúc khích, nhị muội nhìn nhau, đồng thanh nói, cảnh tượng quá lớn, thật khó cho ngươi. Tiểu Bạch Long chắp hai tay sau lưng, khẽ mỉm cười, trên mặt rất đắc ý. Quỳnh Phương lại hỏi, nguyên lai ngài là đệ tử thủy thần, chẳng trách võ công lợi hại như vậy. Tiểu Bạch Long thản nhiên nói, không dám, không dám. Quỳnh Phương chỉ phó nguyên ảnh, nói, vị đại thúc này là sư đệ của thiên hạ đệ nhất cao thủ ngươi có thể sống sót qua mấy chiêu dưới tay hắn đã là chuyện lớn oanh động trung nguyên sư phụ ngươi nếu thấy trong lòng nhất định vui vẻ thiếu niên kia nghe được lời này sắc mặt ảm đạm cúi đầu dưng dưng nói đáng tiếc đáng tiếc hắn không thể nhìn thấy nữa mọi người nghe được lời này đều cảm thấy kinh ngạc vì cân quái mờ mịt nói nhìn không thấy sư phụ ngươi cũng là người mù sao? Thiếu niên kia nghe ra phỉ cân quai diễu cợt, nhất thời hốc mắt đỏ lên, giận dữ nói, không ai sinh ra liền mắt đã mù. Khi ta đến gần tảng đá, mắt còn miễn cưỡng có thể xem. Quỳnh Phương nghe được hai chữ tảng đá, nhớ tới tảng đá được xưng là thánh địa kia, không khỏi trong lòng dùng mình, vội nói, tảng đá. Tảng đá gì? Trong mắt trắng của thiếu niên kia phiếm hồng, hắn kìm nước mắt nói, mắt ta từ nhỏ đã không tốt nhìn cái gì đều mơ mơ hồ hồ càng lớn càng nhìn không rõ đồ vật dần dần không thể nhìn gì chỉ có thể ngồi ngốc cả ngày cha mẹ nói nuôi không nổi ta liền nói muốn đem ta đưa cho thủy thần long vương ra mọi người cả kinh nói đưa cho long vương ra thiếu niên mắt mù nói chính là cho vào thùng gỗ để thủy thần long vương ra đưa ta đi bên đường hơn chục đứa trẻ xoa đôi mắt khi nghe xong lời này tất cả đều khóc lên Quyên Nhi nhớ tới thân thế cô Nhi của chính mình, không khỏi cũng rớt nước mắt. Tiểu người mù thấp giọng lại nói, khi mụ mụ ta đậy thùng lại, vẫn luôn rớt nước mắt, lòng ta cũng khổ sở, liền hỏi mụ mụ, về sau còn có thể gặp người hay không? Người nói không thể, bởi vì thầy đoán mệnh giúp ta nhìn qua, nói ta phúc khí lớn, nhất định sẽ được Long Vương đón về. Ta không tin, chỉ vẫn luôn khóc, vẫn luôn gào, người cũng khóc, Người dùng hết sức đóng thùng lại, nói ta nếu vận may, nhất định sẽ có người trong sạch vớt ta nuôi dưỡng. Lúc sau ta đã bị ném xuống nước. Thiếu niên mở to nửa manh mắt mù, ngơ ngẩn thở dài, sau khi xuống nước, ta trôi, trôi, trôi. Vận khí của ta không tốt lắm, đại khái kẻ có tiền đều chết sạch, ta trôi nổi mấy ngày, cũng không có ai vớt ta lên, lòng vương gia cũng không thấy bóng dáng. Ta ăn xong cơm nắm mù mụ đưa muốn trốn thoát nhưng thùng bị bịt kín rồi nước chảy xiết lòng ta cũng nóng nảy nghĩ mụ mụ tám phần gạt ta nhưng hóa ra ha mụ mụ quả nhiên thương ta một chút cũng chưa nói dối ta thật sự được người ta vớt lên hắn quay đầu nhìn phía đám nhỏ hô các huynh đệ ai vớt lão đại các ngươi lên chúng tiểu đồng hoan hô nói thủy thần long vương ra tiểu người mù cười ha ha nói sư phụ thật là thủy thần chỉ có thủy thần mới có thể sống ở nơi như vậy đó là một tảng đá lớn ha chỗ nào cũng có nước tất cả đều là nước ầm 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 trông lại nhìn lại đều là hơi nước khi đó tuổi ta còn nhỏ chỉ có năm sáu tuổi trước mắt trắng bóng như bị băng bông che lại trong tay lại ầm 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 nghe không thấy nói chuyện mỗi ngày chính là khóc sư phụ lo lắng ta khóc hỏng rồi liền liều mạng bắt cá cho ta ăn Sư phụ đối xử với ta rất tốt sư phụ sư phụ, nói rồi khóc lớn. Quỳnh Phương ghé sát vào tai phó nguyên ảnh nhỏ giọng nói, xem ra là chỗ thác nước thạch đảo kia. Mọi người nghe được trong thác nước có người ở, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Quyền Nhi vỗ về lưng hài tử, nhẹ nhàng an ủi, tiếp theo thì sao? Làm sao ngươi rời xa sư phụ? Thiếu niên kia lau nước mắt, thấp giọng nói, ta đã sống trên tảng đá với sư phụ, không trời không đất sư phụ sẽ dạy ta luyện công phu nói như vậy có thể quên đi thời gian ta liền luyện luyện qua mấy tháng thời tiết dần trở nên nóng hơn mỗi ngày giữa trưa đều có mưa có hôm sấm sét mưa to nước ầm 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 ảo ạt mạnh đến nỗi sợ chết người hải tử nói với thần thái kích động nắm tay lại hoàng thanh lại nói nước cứ dâng lên dâng cao mãi ta không thể đứng trên tảng đá được nữa sư phụ để ta ngồi lên vai người nói ta nhất định sẽ chết đuối người muốn đánh cược mọi người kinh hãi nói đánh cược như thế nào đánh cược tiểu người mù rơi lệ nói người người đem ta trở về thùng gỗ cứ như vậy đi thẳng vào bờ mọi người nhìn nhau hoảng sợ thác nước lớn kia chảy xiết mãnh liệt ngay cả trong mùa đông thế nước vẫn rất khiếp người đây là tận mắt nhìn thấy thật không thể tin được vẫn có thể đi lại trong đó khi mưa lớn vào mùa hè Công phu như thế, cũng không có gì lạ khi hài tử gọi sư phụ của mình là thủy thần. Người mù nhỏ buồn bã nói, người đẩy ta đi, một đường mấy trăm thước, sau đó. Sau đó người dường như hết hơi nên dùng hết sức ném ta ra ngoài, mọi người nghe đến đây, nghĩ đến sư phụ kia khí lực vô dụng, thủy thế lại chảy xiết như thế, nhất định sẽ bị dòng nước cuốn trôi. Hải tử rơi lệ nói, ta bị ném ra ngoài, vọt mấy lần trên mặt nước thì cái thùng dừng lại, ta bỏ ra khỏi thùng chạm đất nghĩ thầm đại khái đã lên bờ vẫn luôn kêu sư phụ mà không có ai trả lời ta khóc mãi bỏ mãi không biết đã ngửi thấy mùi gì đó lạ ta đói bụng dùng võ công sư phụ dạy ta đánh người bạch bạch phách phách liều mạc đoạt đồ vật ăn không ai có thể bắt được ta sau lại các huynh đệ thấy ta võ công cao cường tất cả đều tới gia nhập với ta ta liền thành đại anh hùng quỳnh phương cảm thấy thương hại nàng vuốt gương mặt hài tử, hỏi, sau đó thì sao? Người lại trở về tìm sư phụ. Hài tử buồn bã nói, sau khi sống sót, lập tức dẫn vài đứa trẻ quay lại thác nước để tìm người, nhưng mọi người đều nói cho ta, nói trên tảng đá không có ai. Lòng ta gấp quá, liều mạng kêu sư phụ, nhưng không ai hồi ứng ta, hắn rơi nước mắt, thấp giọng nói, thời gian trôi qua, mắt thấy thật sự tìm không thấy người khác nên đành chết tâm ngày lễ ngày Tết liền tới tế người. Sư phụ dạy ta một thân võ công khẩu quyết, muốn tiểu bạch long hăng hái hướng về phía trước, liều mạng sống sót. Phân ân tình này, ta cả đời không quên, Quỳnh Phương chậm rãi đi vào nội tâm thiếu niên, đã có thể cảm cùng thâm chịu, nàng thấp giọng hỏi, chuyện xảy ra bao lâu rồi? Một bên hài đồng thê lão đại trả lời, hồ lớn nói, 8 năm rồi. Quỳnh Phương ngây người sau một lúc lâu, lẩm bẩm lại nói, 8 năm. Sư phụ ngươi tên gọi là gì? Hắn có nói cho ngươi không? Thiếu niên kia lắc đầu nói, không có, ngoại trừ dạy ta võ công. Sư phụ ngày thường rất ít nói chuyện, vào lúc nửa đêm ta thường nghe thấy người trộm khóc. Quỳnh Phương cả kinh nói, khóc, tiểu bạch long rơi nước mắt, khóc dòng nói, sư phụ nói người không có bằng hữu, người trong thiên hạ cũng đều không cần người, chỉ còn có một thê tử chờ người về nhà, nếu liền nàng cũng gả chồng, người sống hay chết. Cũng không quan trọng, những lời cay đắng này xuyên thấu trái tim của Quỳnh Phương, nàng lệ nóng doanh chồng, buồn bã nói, hài tử, ta muốn tìm sư phụ ngươi, ngươi có thể dẫn đường không? Thiếu niên kia lau nước mắt nói, vô dụng, vô dụng, người đã trở lại trong nước, chân chính thành thủy thần Long Vương gia Các ngươi để cho người an dấp ngàn thu đi, hắn phất phất tay, các huynh đệ đỡ hắn dậy, Đám người phó nguyên ảnh cũng không ngăn cản trở, chỉ nhìn theo một hàng hài đồng rời đi. 6. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.